Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 349.266 tỷ đồng, tổng thu ngân sách ước đạt 1.503 tỷ đồng, đạt trên 79% kế hoạch tỉnh giao. Hoàn thành việc xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh sớm hơn gần 4 năm so với kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm được quan tâm, tạo môi trường thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước và địa bàn. Cùng với đó, tình hình an ninh, an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, quyết liệt thu ngân sách, chú trọng giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng chống COVID-19 và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng phối hợp thực hiện, đảm bảo các dự án lớn được triển khai đúng tiến độ nhằm tạo đà cho nền kinh tế xã hội thành phố Phổ Yên phát triển nhanh và bền vững.